Tình là với bài hát này, chúng tôi kêu gọi người dân trong nước từ thành thị đến nông thôn hãy noi theo gương của những dân tộc Trung Đông mà đã làm cuộc cách mạng hoa lài để giải phóng cho dân tộc họ khỏi ách độc tài. Chúng tôi kêu gọi giống nòi dòng tiên chúng ta đứng lên đập tan gông xiềng cộng sản độc tài, hãy cứu nước để những tháng tư sau này không còn là tháng tư đen mà sẽ là những tháng ngày lịch sử đánh dấu sự vùng lên của toàn dân. Hãy cứu nước để phục hồi một nước Việt Nam nhân bản với nền tự do dân chủ đích thực, và cứu nước để xây dựng một nước Việt hùng cường và thế hệ mai sau, con cháu của chúng ta sẽ ngẩng cao đầu tự hào sánh vai cùng với thế giới trên năm châu bốn bể. Kính thưa quý vị, xin chào đón sự trở lại sân khấu của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ và Vùng Lên Cứu Nước.